Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Nốt kênh thông tin của ship.vn. Video này mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Costa Del Mar đã được ship.vn mua tại Chroma Shop, một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon, dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng. Khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website, các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng 3-5 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra. Đây, phần băng keo giấy vẫn còn rất là nguyên vẹn. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có được những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay. Ở nước ngoài thì họ thường sử dụng băng keo giấy để có thể bảo vệ môi trường các bạn nha. Đó. Bên trong chúng ta sẽ thấy một mẫu mắt kính có Costa Del Mar, và đây là một cái sản phẩm mình đặt kèm chung các bạn ha, một mẫu kính Ray-Ban. Mẫu này mình đã review trong các video trước đó rồi, còn ngày hôm nay nhân vật chính của chúng ta đến từ thương hiệu Costa Del Mar đây các bạn. Một chiếc hộp giấy rất là ấn tượng, nó được thiết kế khá là cổ điển, và phía bên dưới chúng ta sẽ có hóa đơn từ nhà phân phối, nguồn gốc sản phẩm rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nha. Tích cơ quảng cáo nè, một lớp giấy đệm gói, một cái tổng gói rất là đơn giản. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta. Thì trên nắp hộp chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp một số thông tin cơ bản về sản phẩm như là tên thương hiệu nè, Costa Del Mar Tuna Alley, đây là tên của bộ sưu tập nha. Blue Mirror thì là phía đằng sau thì cái tem này nó bị cắt mất rồi. Lát nữa mình sẽ giới thiệu lại cái phần tên nó chi tiết hơn ha. Giá niêm yết cho mỗi sản phẩm sẽ là $213, tuy nhiên là sản phẩm đang có giá cực kỳ tốt tại iship.vn. Rồi, mã sản phẩm thì họ cũng có in dưới này đây, nhưng mà nó hơi dính liền, hơi khó một chút xíu. TA01OPMP. Đó, mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với một cái mức giá cực kỳ ưu đãi tại iship.vn nha. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết thì có thể nắm bắt được. Costa Del Mar hay đơn giản gọi là Costa, đây là một cái nhà sản xuất kính râm phân cực của Mỹ có trụ sở tại Daytona Beach, Florida. Nó là một công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của EssilorLuxottica. Kính râm của họ phổ biến trên thị trường kính râm thể thao và được coi là tốt cho việc luyện tập thể thao ngoài trời, chẳng hạn như là các hoạt động mùa hè, câu cá giải trí và chèo thuyền. Costa Perfume Sunglass đã giành giải Best of Show Eyewear tại ISCAT 2018. Đó là những cái thông tin tổng quan nhất về thương hiệu này các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ cùng đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, bên trong hộp. Đây các bạn. Mình sẽ hơi khó lấy với cái bao tay này đây. Lúc nãy mình quên để ý là mình phải mở ra trước khi đeo bao tay, nó hơi trơn. Đây, trong bên trong chúng ta sẽ có một chiếc túi đựng mắt kính rất là cao cấp, bền bằng vải du, rất chắc chắn nha các bạn. Và những cuốn sách hướng dẫn nè, bên trong rất là mỏng thôi, cực kỳ đơn giản. Chiếc túi mình đem đánh giá rất là cao các bạn nha. Đây, được hoàn thiện rất là tỉ mỉ. Đó, mình sẽ show cho bạn xem nha. Đây chính là logo biểu tượng của thương hiệu các bạn. Đó, chữ C nha. Rất là đẹp luôn, rất là ấn tượng. Tên thương hiệu Costa trên khóa kéo. Đây, khóa zip đây, rất là êm. Mình sẽ mở ra cho bạn xem nha. Và bên trong chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, được đặt rất là ngay ngắn. Phụ kiện đi kèm chúng ta sẽ có một chiếc khăn lau chuyên dụng với cái tông màu xanh lá cây, rất là màu xanh lam. Mình nói lộn. Đây như là một chính của chúng ta nè các bạn. Mới 100% luôn. Đẹp hoàn hảo luôn các bạn. Đó. Và sản phẩm trên tay mình sẽ có tên chi tiết là Costa Del Mar Tuna Alloy Unisex Sunglass, một mẫu kính mát thể thao dành cho cả nam lẫn nữ đến từ bộ sưu tập Tuna Alloy của Costa Del Mar. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 62mm. Ở cuối trang sản phẩm mắt kính tại trang web của iship.vn thì đều có cái đường link hướng dẫn cho bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của mình. Tuy nhiên trên thực tế các bạn cần phải chú ý thêm một số cái điểm đáng lưu ý như là hình dạng khuôn mặt nè, chi tiết hai bên thái dương của các bạn cũng như là phần form kính nữa. Đây là những cái yếu tố nó cực kỳ quan trọng giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang và phải mang lại cái trải nghiệm đeo nó thực sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính đó mới là dành cho bạn nhé.
Về màu trong kính trên mẫu này, chúng ta sẽ có một màu Blue Mirror, tức là màu xanh lam trắng gương, rất là đẹp luôn. Nó tạo nên sự bóng bẩy hơn rất là nhiều và nó mang tính trẻ trung, năng động. Và dĩ nhiên trọng kính của chúng ta sẽ là 100% chống tia UV và có phủ một cái lớp Polaroid các bạn nha. Đây đây, trên phần tem họ cũng có ghi nè các bạn, 100% UV protection nè, ở trọng kính plastic là trọng kính nhựa nha. Rồi chúng ta sẽ có 100% Polaroid, tức là chúng ta sẽ có một cái lớp phủ chống phân cực, là cắt đi những cái tia phản xạ gây chói cho các bạn từ các khối nước lớn hoặc là các lớp mạ chrome đó các bạn, nó phản chiếu. Các sẽ có cái lớp phủ này, họ cắt đi những cái tia phản chiếu đó theo phương thẳng đứng cho chúng ta một cái trải nghiệm tầm nhìn nó tuyệt vời hơn và không bị chói lóa cũng như là mỏi mắt, giảm căng thẳng mắt cho chúng ta đi rất là nhiều. Đây là một cái chức năng rất là cao cấp. Cái lớp phủ này các bạn cần phải bảo quản chiếc mắt kính chúng ta kỹ càng hơn nha, hạn chế để chiếc mắt kính trong những nơi có nhiệt độ cao như là cốp xe chẳng hạn đó. Chúng ta phải bảo quản chiếc mắt kính tốt hơn đối với những mắt kính có cái lớp phủ Polaroid này. Rồi trong kính rất là đẹp luôn các bạn, nó bị bám một ít bụi vải thôi, cái điều này thì không thể tránh khỏi rồi. Mình sẽ vệ sinh rất là nhẹ nhàng. Khi các bạn vệ sinh trong kính thì nhớ lưu ý kỹ giúp mình là chúng ta phải quan sát trên phần khăn lau cũng như là phần trong kính có dính cát hay không nha, chúng ta thổi đi trước rồi sau đó chúng ta mới vệ sinh một cách nhẹ nhàng, vì nếu mà có hạt cát các bạn chà sát thì nó sẽ gây ra rất là nhiều cái vết xước ở trên phần trong kính. Với cầu kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 11mm, chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 đến 26 và thông số đó sẽ được đo từ điểm kính này qua điểm kính bên đây, đây chính là phần cầu kính của chúng ta nè. Càng kính ở mẫu này sẽ là 125mm, một chiếc càng kính tương đối ngắn nha. Tuy nhiên thì các bạn để ý kỹ, cái phần càng kính này nó còn phụ thuộc vào form kính nữa. Form kính ở đây chúng ta sẽ có một mỏ mắt kính thể thao với form ôm, như các bạn có thể thấy nó khá là cong, thì phần gối kính sẽ được đẩy sâu về sau phần thái dương của các bạn rất là nhiều, cho nên là cái phần kính càng kính là 125, tuy là nghe thì thông số rất là ngắn nhưng mà nó sẽ ôm trọn cái vòng đầu của các bạn, như các bạn có thể thấy ha. Đây chính là cái phần form kính tổng thể nè, đó, nó sẽ ôm trọn vào vòng đầu của bạn cũng như là những cái phần đệm cao su bên trong sẽ tạo nên cái độ bám rất là tốt khi các bạn hoạt động thể thao ngoài trời đó. Hầu hết kính râm và kính mát hay là những cái sản phẩm kính mắt cũng vậy, chúng ta đều sẽ thấy những cái thông số kỹ thuật cũng như là mã sản phẩm, thông tin về sản phẩm đều được thể hiện bên trong càng kính bên trái khá là nhiều. Tương tự như trên mẫu này chúng ta cũng sẽ có những cái thông số nằm ở đây này các bạn, một cái dãy số nó khá là dài 06S9009900904, mình nghĩ đây là một cái mã số nhận diện là một số series của sản phẩm. Và mã sản phẩm nằm ở đây là TA01 nè, thông số kỹ thuật là 62 11 125, đây là những cái thông số mình đã chia sẻ với các bạn từ nãy giờ ha. Phần còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu Costa, tên bộ sưu tập Tuna Array và dòng chữ Made in Italy, khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu Costa Delma đó các bạn. Đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính. Còn phía bên ngoài thì sao? Chúng ta sẽ thấy ngay một cái logo rất là lớn, chữ C của thương hiệu. Đó, ở cả hai bên chúng ta đều có chi tiết này rất là lớn. Nó tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa cho mẫu sản phẩm của chúng ta từ các góc nhìn khác nhau. Dạng khung trên mẫu này chúng ta sẽ thấy một cái dạng khung nó khá là quen thuộc, đó là dạng rectangular, tức là dạng khung chữ nhật. Đối với kiểu kính dạng này nó sẽ dễ dàng phù hợp với nhiều khuôn mặt và đặc biệt là cực kỳ phù hợp với những bạn có khuôn mặt hơi tròn, vì nó giúp tôn dáng khuôn mặt và làm cho gương mặt bạn trở nên nó cân đối thanh thoát hơn. Chính vì vậy thì đây là một trong những dạng khung rất là phổ biến ở tất cả các thương hiệu nha. Màu khung mà chúng ta sẽ có màu đen mờ với chất liệu là nhựa plastic. Ưu điểm của loại nhựa này là đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và đáp ứng được cho nhiều lứa tuổi. Thường được đệm bên trong là một cái lớp kim loại nhằm tăng cái độ bền cho sản phẩm. Cho cảm giác đeo thì khá là thoải mái vì trọng lượng tương đối nhẹ và đặc biệt là nó an toàn, không gây dị ứng cho da. Đó là những cái ưu điểm vượt trội trên loại vật liệu này và nó được sử dụng rất là phổ biến ở tất cả các thương hiệu, không chỉ riêng Costa. Đây các bạn, khớp còn rất là chắc chắn luôn, mới 100% nha, ở cả hai bên. Đây các bạn, mới rất là mới luôn. Sản phẩm của chúng ta thì nó sở hữu một cái thiết kế hiện đại, trẻ trung và năng động, đúng với kiểu dáng thể thao. Đây là một cái thương hiệu chuyên về những cái mẫu kính thể thao như thế này nha các bạn, đặc biệt là cho môn thể thao câu cá, giải trí hoặc là chèo thuyền thì Costa Delma là một cái lựa chọn vô cùng hoàn hảo luôn. Hiệu suất của chiếc mắt kính đem lại rất là cao, như là các bạn thấy nè, những cái phần đệm cao su nó tăng cái độ bám hơn rất là nhiều khi các bạn hoạt động ngoài trời cho các hoạt động như là câu cá hay chèo thuyền. Những chi tiết vát cạnh nè, nó mang lại cái nét trẻ trung và năng động hơn rất là nhiều cho sản phẩm của chúng ta. Qua các góc quay các bạn cũng có thể thấy sản phẩm vẫn còn mới 100%, là không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung hay bên ống kính nè. Đó, tất cả các chi tiết mình sẽ show thiệt là kỹ luôn. Phần đệm mũi chúng ta cũng sẽ có cái bọc cao su này, tăng cái độ bám rất là nhiều.
ở mọi góc của các bạn. Đó, rất là đẹp. Và đó cũng là những cái góc quay chi tiết nhất về mẫu sản phẩm mắt kính ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính Costa Delma nói chung, cũng như là mẫu Costa Tuna Alley ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.